ơi, tin được hay không khi mà các đồ dùng nội thất, ngoại thất bằng gỗ trong không gian gia đình bạn được làm mới, đánh bóng và phục hồi màu gốc chỉ với một lọ sắt đánh bóng. Sự thật là hoàn toàn có thể nha mọi người. Người thật, việc thật và hiệu quả thật luôn nha. Từ giờ trở đi mọi người không cần tốn kém thời gian cũng như là chi phí sơn sửa nữa nhé. Nó có khả năng giúp đánh bóng, làm mới, xóa và phục hồi màu gỗ đơn giản và nhanh chóng, không nhờn rít khó chịu, không màu, không mùi và không độc hại nhé. Trên cả tuyệt vời luôn, dùng được cho mọi chất liệu loại gỗ, có thể sử dụng được trên các cái bề mặt da, giày da, ghế da và bàn ghế nữa nhé. Chống thấm nước, chống ẩm mốc, bụi bặm, bối mọt và những cái tác động từ ánh nắng mặt trời. Sau khi sử dụng sáp thì bề mặt luôn luôn tươi tắn, sáng bóng, bền đẹp theo thời gian và năm tháng. Anh chị em bấm vào link bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm nhé.